Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bày tỏ xúc động khi đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, nơi gắn với những hoạt động thiêng liêng đầu tiên của Bác Hồ sau 30 năm người bôn ba đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch nước Tô Lâm viết lưu bút trong sổ vàng. Là một phần di sản Hồ Chí Minh, khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó ngày càng có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ con cháu mai sau về tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng, nhà nước, nhân dân ta mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ đã chọn. Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bác Bó, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ mai sau đối với công lao trời biển của người. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã dự lễ khởi công trường mầm non Bác Bó ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được về thăm địa danh cách mạng rất nổi tiếng, gắn liền với Bác Hồ, gắn liền với lịch sử cách mạng của Đảng, nhà nước, đồng thời được tận mắt chứng kiến những đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi đây. Những công trình, các dự án trọng điểm của tỉnh đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của bà con địa phương. Chủ tịch nước cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền nơi đây. Nhân dịp đi thăm các xã, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà gia đình cụ Hoàng Thị Khìn, lão thành cách mạng ở xóm Bác Bó, người được giao nhiệm vụ đưa cơm hàng ngày cho Bác Hồ, và gia đình ông Dương Đại Hoa, người được giao nhiệm vụ đón tiếp các đại biểu về dự Hội nghị Trung ương 8. Trước đó, tối mùng 9 tháng 6, Chủ tịch nước cũng đã tiếp và trò chuyện thân mật với bà con nhân dân xóm Bác Bó, xã Trường Hà, thăm hỏi tình hình đời sống của nhân dân. Chủ tịch nước động viên bà con tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cội nguồn cách mạng, nỗ lực vượt khó cùng với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.